Em ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi. Hủ tiếu phải không? Dạ không, em ăn phở. Phở nhiêu tô? 30.000. Gì 30.000? Mắt thấy mỡ luôn. Em uống nước không? Dạ uống. À em uống nước gì? Em uống Sting. Ngồi đây em đi mua nha. Dạ. Cho anh làm quen đi. Nhưng mà tôi đâu có quen anh đâu. Thì bây giờ anh mới làm quen. Tôi cho anh làm quen đi mà. Anh buông tôi ra đi. Tôi không có quen anh. Nhìn anh thấy ghê quá. Anh thương mà. Ở đằng kia, bỏ cái tao ra. Ai vậy? Mày là thằng nào? Ai? Nhớ mặt tao nha mày. Ngày xưa cỡ lần này ứng một lần 10 thằng. Trời ơi, anh Châu vậy luôn á hả? Mở nó cún là vậy. Mày chọi tao không mày? Tao chọi mày đó, rồi sao? Oh!